Kính thưa quý vị, bản tin quốc tế của DKN hôm nay sẽ có những tin nóng đáng chú ý sau đây. Xe tăng của Israel xuất hiện tại cổng bệnh viện chính ở Gaza. Số lượng cảnh báo từ Israel về các cuộc tấn công bằng tên lửa máy bay không người lái giảm mạnh kể từ khi bắt đầu chiến tranh. Israel và Mỹ đang thảo luận kế hoạch dài hạn cho Gaza. Mỹ đề ngỏ khả năng tấn công nhiều hơn vào các nhóm liên kết với Iran truyền thông nhà nước Nga rút lại thông tin về hoạt động ở phía đông sông Dnipro. Mỹ nói sẽ là chủ nhà tốt với Nga tại hội nghị APEC. Thêm ứng viên Cộng hòa từ bỏ tranh cử Tổng thống Mỹ. Góc nhìn và bình luận, những người cầm quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc không thể trốn tránh trách nhiệm về cuộc đàn áp Pháp Luân Công trong 24 năm qua. Nguyễn Tươi xin kính chào quý vị, Kính mời quý vị cùng theo dõi bản tin quốc tế tối ngày 13 tháng 11 của DKN. Mở đầu chương trình là tình hình về điểm nóng Trung Đông. Thưa quý vị, ngày 13 tháng 11, lực lượng Israel đã tiến đến cổng bệnh viện chính của thành phố Gaza, trong khi bác sĩ cho biết các bệnh nhân bao gồm cả trẻ sơ sinh đang chết vì thiếu nhiên liệu. Israel nói rằng các chiến binh Hamas có trụ sở trong các đường hầm bên dưới bệnh viện và họ đang cố tình sử dụng bệnh nhân làm lá chắn. Israel đã yêu cầu dân thường rời đi và gửi các bệnh nhân đi nơi khác. Họ cho biết họ đã cố gắng di tản các em bé khỏi khu sơ sinh và để lại 300 lít nhiên liệu để cung cấp năng lượng cho các máy phát điện khẩn cấp ở lối vào bệnh viện, nhưng những đề nghị này đã bị Hamas chặn lại. Người phát ngôn Bộ Y tế Gaza Asraf al khudra đã phủ nhận việc từ chối các đề nghị cung cấp nhiên liệu, nhưng cho biết 300 lít chỉ đủ để cung cấp năng lượng cho bệnh viện trong nửa giờ đồng hồ. Ông Shifa cho biết, bệnh viện cần 8.000 cho đến 10.000 lít nhiên liệu mỗi ngày. Số nhiên liệu này phải do hội chữ thập đỏ hoặc một cơ quan viện trợ quốc tế cung cấp. Một quan chức của Israel yêu cầu giấu tên cho biết, 300 lít có thể đủ dùng trong vài giờ vì hiện chỉ có phòng cấp cứu hoạt động, giúp giảm nhu cầu nhiên liệu của bệnh viện. Tin tiếp theo, ngày 13 tháng 11, báo Times sập Israel đưa tin số lượng cảnh báo từ giới chức Israel về các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái, cũng như sự xâm nhập của các nhóm khủng bố đã giảm đáng kể trong những tuần gần đây so với các đợt tấn công từ giải Gaza trong tuần đầu tiên của cuộc chiến. Trong 4 giờ đầu tiên của cuộc tấn công dữ dội của lực lượng Hamas vào ngày 7 tháng 10, hơn 3.000 quả rocket đã được bắn, Kể từ đó, ước tính có tổng cộng khoảng 7.000 quả tên lửa khác nhau đã được bắn, nhưng với tốc độ chậm hơn nhiều. Theo dữ liệu từ Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel, 3.523 cảnh báo đã được kích hoạt trong khoảng thời gian từ ngày 7 cho đến ngày 14 tháng 10. Phần lớn các cảnh báo được đưa ra về các cuộc tấn công bằng tên lửa, mặc dù có một số cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và một số cảnh báo nghi ngờ là có nhóm khủng bố xâm nhập. Trong tuần từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 10, Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội vụ ban hành 818 cảnh báo, con số này tiếp tục giảm theo thời gian. Trong tuần trước, từ ngày 5 đến ngày 12 tháng 11, cơ quan này chỉ đưa ra 455 cảnh báo. Lực lượng phòng vệ Israel cho rằng Hamas đang dự trữ tên lửa trong một cuộc chiến lâu dài. Nhưng nhóm này cũng gặp khó khăn khi phát động các cuộc tấn công từ phía Bắc Gaza, nơi quân đội của Israel đã giành được quyền kiểm soát mặt đất. Chuyển đến một diễn biến khác. Theo đại sứ Michael Herzog, Israel đang hướng tới một kế hoạch dài hạn cho Gaza và đang thảo luận vấn đề này với Mỹ. Trong một cuộc phỏng vấn trên Fox News Sunday ngày 12 tháng 11, đại sứ Israel tại Mỹ, ông Herzog đã cho biết quan điểm của Israel là người Palestine sẽ phải tự quản lý. Tuy nhiên, ông Herzog khẳng định chính phủ sẽ không ủng hộ một thỏa thuận về vai trò của chính quyền Palestine dưới hình thức hiện tại. Đại sứ Israel nói, quan điểm của chúng tôi là người Palestine phải tự quản lý, vẫn còn phải xem vai trò chính xác của chính quyền Palestine là gì, bởi vì mọi người đều hiểu rằng chính quyền Palestine với cơ cấu hiện tại, họ khó có thể cai trị Ramallah. Theo ông Herzog, chính quyền Palestine sẽ phải cải cách. Đại sứ cho biết Israel không quan tâm đến việc chiếm đóng hoặc quản lý Gaza, đồng thời còn nói thêm rằng an ninh là ưu tiên hàng đầu. Ông Herzog nói, chúng tôi ở đó để giải quyết mối đe dọa quân sự của Hamas chống lại Israel và khả năng của họ trong việc xây dựng lại năng lực và tấn công liên tục, như họ đã nói rằng họ muốn làm vậy. Đó là mục đích của chúng tôi. Chuyển sang một diễn biến quốc tế có liên quan. Ngày 12 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin để ngỏ khả năng thực hiện thêm các cuộc tấn công nhằm vào các nhóm liên kết với Iran nếu họ tiếp tục chống lại lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria. Quân đội Mỹ đã thực hiện cuộc không kích thứ ba trong nhiều tuần ở Syria vào cuối ngày 12 tháng 11, nhằm vào một cơ sở huấn luyện gần thành phố Anbu Kaman và một ngôi nhà gần thành phố Mayadin. Vụ việc diễn ra sau ít nhất 40 cuộc tấn công nhằm vào quân đội Mỹ và liên quân ở Iraq và Syria bởi các lực lượng được Iran hậu thuẫn trong những tuần gần đây. Cho đến nay, ít nhất 45 lính Mỹ bị chấn thương sọ não hoặc bị vết thương nhẹ. Ông Austin nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo ở Seoul, rằng những cuộc tấn công này phải dừng lại, nếu không thì chúng tôi sẽ không ngần ngại tiếp tục làm những gì cần thiết để bảo vệ quân đội. Ông Austin cho biết, các cuộc không kích mới nhất ở miền đông Syria nhắm vào các cơ sở được lực lượng vệ binh cách mạng Iran và các nhóm liên quan sử dụng. Ông nói, những cuộc tấn công này nhằm mục đích phá vỡ và làm suy giảm quyền tự do hành động của các nhóm này, những nhóm chịu trách nhiệm trực tiếp về các cuộc tấn công chống lại lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria ngày càng có nhiều lo ngại rằng xung đột Israel-Hamas có thể lan rộng khắp Trung Đông và biến quân đội Mỹ tại các căn cứ biệt lập trở thành mục tiêu của vũ khí hạng nặng so với các tên lửa nhỏ hơn và máy bay không người lái một chiều mà người ta từng thấy cho đến nay. Chính quyền Mỹ đã khai triển thêm lực lượng phòng không và gửi tàu chiến cũng như máy bay chiến đấu tới khu vực này kể từ khi xung đột Israel-Hamas nổ ra vào ngày 7 tháng 10, trong đó có hai hàng không mẫu hạm, để cố gắng ngăn chặn Iran và các nhóm được Iran hậu thuẫn. Kính mời quý vị cùng thưởng thức trà xanh san tuyết bản liền, có hương vị đậm đà khí chất vùng núi cao, chát nhẹ và ngọt hậu. Quý vị đặt mua qua số điện thoại 0945 689 573, truy cập gian hàng tại địa chỉ dkn.tv-tx1 hoặc quét mã QR trên màn hình. Xin trân trọng cảm ơn. Chuyển đến phần tin tức liên quan đến chiến sự tại Đông Âu. Ngày 13 tháng 11, hai cơ quan truyền thông nhà nước Nga cho biết Moscow đang điều quân đến các vị trí thuận lợi hơn ở phía đông của sông Dnipro, nhưng đã rút lại thông tin này vài phút sau đó. Trong một loạt ba cảnh báo vào ngày 13 tháng 11, hãng thông tấn nhà nước Nga RIA cho biết chỉ huy nhóm lực lượng Dnipro của Nga đã quyết định điều động quân đến những vị trí thuận lợi hơn ở phía đông con sông này. Truyền thông Nga viết rằng sau khi tập hợp lại, lực lượng Dnipro sẽ giải phóng một số quân để triển khai tấn công trên các mặt trận khác. Đài AIA cho biết, Bộ Chỉ huy quân sự Nga đã đồng ý với kết luận của lãnh đạo Dnipro và ra lệnh bắt đầu tái bố trí quân đội. Tuy nhiên, vài phút sau, đài AIA đã rút lại cả ba cảnh báo mà không có lời giải thích. Trang TASS, một cơ quan truyền thông nhà nước khác, cũng chỉ công bố một cảnh báo về việc quân đội Nga đang tập hợp lại ở những vị trí thuận lợi hơn, nhưng sau đó đã rút lại cảnh báo đó và nói rằng cảnh báo này được đưa ra do nhầm lẫn. Vụ việc cực kỳ bất thường này đã cho thấy sự xáo trộn trong cơ sở quân sự và truyền thông nhà nước Nga về cách đưa tin về tình hình chiến trường ở miền nam Ukraine. Hãng tin RBC trích dẫn Bộ Quốc phòng Nga cho biết, việc gửi báo cáo sai sự thật về việc tập hợp quân đội ở khu vực Dnipro thay mặt cho Trung tâm Báo chí của Bộ Quốc phòng Nga là một hành động khiêu khích. Ở một diễn biến khác, ngày 12 tháng 11, Mỹ cho biết đại diện Nga sẽ tham gia đầy đủ các sự kiện trong tuần lễ APEC tại San Francisco. Phó Thủ tướng Nga Alexei Ovechuk sẽ tham dự hội nghị cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC diễn ra từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 11 tại thành phố San Francisco, tiểu bang California. Trưởng đại diện của Nga tại APEC hồi tháng 9 đã cho biết đã đề nghị Mỹ mời tổng thống Vladimir Putin dự hội nghị ở San Francisco, song Washington đã từ chối. Ông Matt Murray, quan chức bộ ngoại giao Mỹ phụ trách APEC cho hay, ông ấy sẽ được đối xử như trưởng phái đoàn và sẽ có cơ hội tham gia đầy đủ các sự kiện trong tuần lễ APEC. Ông Overchuck đang chịu nhiều lệnh trừng phạt của phương Tây, nhưng không giống như nhiều quan chức hàng đầu của Nga, ông không chịu lệnh trừng phạt nào từ Mỹ. Ông Boray phát biểu thêm, chúng tôi đã liên tục nói suốt cả năm rằng Mỹ muốn trở thành nước chủ nhà tốt của APEC, nhưng chúng tôi sẽ thực hiện vai trò đó theo luật pháp và quy định của Mỹ do các lệnh trừng phạt, sự tham gia của Nga cũng sẽ diễn ra theo khuôn khổ đó. Ông Murray nói rằng, Phó Thủ tướng Nga Ovechuk rõ ràng sẽ không cùng cấp độ về nghi thức ngoại giao với nhiều lãnh đạo kinh tế khác dự hội nghị APEC. Mỹ từ chối hầu hết các liên lạc với Nga từ khi Moscow tấn công Ukraine. Tháng trước, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố sẽ không chào đón ông Putin ở San Francisco. Nga đáp trả lại rằng mỗi thành viên APEC có quyền quyết định đại diện của riêng mình. Tiếp tục một thông tin đáng chú ý về chính trường Mỹ. Ngày 12 tháng 11, ứng viên đảng Cộng hòa Tim Scott tuyên bố dừng tranh cử Tổng thống Mỹ, vài tuần sau khi cựu phó Tổng thống Mike Pence thông báo rút lui. Ông Scott thông báo, tôi dừng chiến dịch tranh cử, tôi nghĩ các cử tri, những người đáng để tâm nhất hành tinh đã thực sự gửi thông điệp tới tôi rằng giờ chưa phải lúc đâu tim. Ông Scott, 58 tuổi, là thượng nghị sĩ Cộng hòa da màu duy nhất Ông đã thông báo tranh cử tổng thống Mỹ 2024 vào ngày 22 tháng 5, hứa hẹn đem tới tầm nhìn tích cực hướng về tương lai cho nước Mỹ. Thượng nghị sĩ Tim Scott tự miêu tả bản thân là ứng cử viên bảo thủ có khả năng hàn gắn chia rẽ chính trị ở Mỹ hơn so với cựu tổng thống Donald Trump và thống đốc Florida Ron DeSantis. Giống như các ứng viên khác, ông chưa từng nói rõ với các cử tri ủng hộ ông Trump lý do họ nên từ bỏ cựu tổng thống. Ông Trump vẫn dẫn đầu với khoảng cách khá lớn so với các ứng cử viên còn lại của Đảng Cộng hòa. Trước đó vào cuối tháng trước, cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã tuyên bố rút khỏi cuộc đua vào tòa Bạch ốc năm 2024. Ông Pence nói rằng lúc này không phải thời điểm của tôi. Trước đó vài ngày, ứng viên Cộng hòa Larry Elder cũng thông báo rút lui và bày tỏ ủng hộ đối với cựu Tổng thống Trump. Tiếp theo là phần góc nhìn và bình luận. Thưa quý vị, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lợi dụng lẫn nhau để phát động cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công kéo dài suốt 24 năm. Kể từ khi thủ phạm của cuộc đàn áp Giang Trạch Dân từ chức, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã qua hai lần thay đổi người cầm quyền, nhưng cuộc đàn áp tàn khốc này cho đến nay vẫn chưa dừng lại. Nhà bình luận Lý Chính Quan đã viết trên báo Đại Kỳ Nguyên Tiếng Trung rằng người hiểu công lý sẽ không ngồi yên nhìn hay dung túng cho cuộc đàn áp tàn bạo này. Họ sẽ cố gắng hết sức để ngăn chặn nó. Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình hiện đang nắm giữ chức vụ cao nhất và hoàn toàn có khả năng chấm dứt cuộc đàn áp, nhưng đến thời điểm hiện tại, ông Tập vẫn chưa thực hiện bất kỳ biện pháp hữu hiệu nào và việc đàn áp vẫn tiếp diễn ngay cả sau khi Giang đã chết. Ngày nay, sự cai trị độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang đi đến hồi kết khi chính quyền này bị bao vây bởi những khó khăn bên trong lẫn bên ngoài. Đã đến lúc người Trung Quốc phải nhìn lại cuộc đàn áp này, suy ngẫm về nguồn gốc của đau khổ và tìm ra lối thoát cho tương lai của dân tộc Trung Hoa. Giang Trạch Dân và Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc đàn áp tàn bạo chưa từng có đối với Pháp Luân Công. Trên thực tế, trước năm 1999, các lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã có hiểu biết sâu sắc về Pháp Luân Công mặc dù các nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc đều đã nói rất rõ rằng Pháp Luân Công có trăm điều lợi mà không có một điều hại nào cho đất nước và nhân dân. Nhưng Giang Trạch Dân vì lòng ghen tị với nhà sáng lập Pháp Luân Công là Ngài Lý Hồng Chí và sự phổ biến của Pháp Luân Công đã phát động cuộc đàn áp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, bất chấp 6 ủy viên thường vụ Bộ Chính trị phản đối. Giang Trạch Dân và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thực hiện các chính sách tiêu diệt các học viên Pháp Luân Công như bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể. Chưa hết, những người tu luyện bị đánh chết trong các trại lao động thì được gán với lý do tự tử. Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố chính quyền này sẽ tiêu diệt Pháp Luân Công trong 3 tháng. Về mặt tuyên truyền, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã vu khống Pháp Luân Công và bịa ra đủ loại tin giả, chẳng hạn như câu chuyện 1.400 cái chết. Chỉ trong hơn 5 tháng, từ tháng 7 đến cuối năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sản xuất hơn 70 tập chương trình phỉ báng Pháp Luân Công. Vào đêm giao thừa ngày 31 tháng 1 năm 2001, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bịa đặt ra một vụ tự thiêu giả mạo, tuyên truyền rằng các học viên tự thiêu kích động lòng căm thù của người dân đối với Pháp Luân Công một cách tàn ác. Ngày 14 tháng 8 năm 2001, Tổ chức Phát triển Giáo dục Quốc tế đã lên án mạnh mẽ vụ tự thiêu Thiên An Môn giả mạo tại hội nghị Liên hiệp Quốc, xác định đây chính là một hành động khủng bố nhà nước của chính quyền Bắc Kinh để đổ lỗi cho Pháp Luân Công. Đảng Cộng sản Trung Quốc dành một lượng lớn tài chính, nhân lực để đàn áp Pháp Luân Công. Các ủy ban chính trị và pháp lý, văn phòng 610, ủy ban quản lý tổng hợp và văn phòng duy trì ổn định ở nhiều nơi đã trở thành bàn tay đen để đàn áp Pháp Luân Công. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tra tấn dã man các học viên Pháp Luân Công trong các nhà tù, trung tâm tẩy não và các hang ổ đen tối khác như xiềng xích, ép ngồi ghế cọp, cấm ngủ, bức thực bằng thuốc, cho ăn bằng phân và nước tiểu, cho ăn mì ớt, tiêm thuốc gây tổn thương hệ thần kinh trung ương, khiếp dâm, gây thương tích, tàn tật, điên loạn, chết chóc. Hơn nữa, Đảng Cộng sản Trung Quốc còn thu hoạch nội tạng từ các học viên pháp luân công trên quy mô lớn. Sau khi tội ác này được cộng đồng quốc tế vạch trần rộng rãi, nó được gọi là tội ác chưa từng có trên hành tinh này. Trong xã hội, Đảng Cộng sản Trung Quốc liên kết cuộc đàn áp với hoạt động chính trị và lợi ích của các học viên pháp luân công ở các khu vực, đơn vị, trường học, công ty và quan chức, đồng thời tiến hành cái gọi là đánh giá. Một số lượng lớn các học viên pháp luân công đã bị tước đoạt quyền cư trú, làm việc quyền giáo dục và thậm chí là cả quyền sống. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ từ báo cáo 20 năm của Minh Huệ Nét, trong số các trường hợp được xác minh tính đến ngày 10 tháng 7 năm 2019, 86.050 người đã bị bắt cóc, 28.143 người bị đưa đến các trại lao động cưỡng bức trái phép, 17.963 người bị kết án bất hợp pháp. Tổng số người bị tra tấn bằng nhiều cách khác nhau là 518.940 người. Những con số này thấp hơn nhiều so với các trường hợp bị bức hại thực tế. Không chỉ vậy, chính quyền Bắc Kinh còn mở rộng cuộc đàn áp ra nước ngoài và truyền bá những lời dối trá trên khắp thế giới. Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng các biện pháp kinh tế để ép buộc các chính phủ, phương tiện truyền thông và các công ty lớn giữ im lặng trước cuộc bức hại vô nhân đạo này. Chính quyền Bắc Kinh cũng thuê quân đồ phạm tội ở nước ngoài và tấn công các học viên Pháp Luân Công. Ví dụ, vào năm 2004, trong chuyến thăm Nam Phi của Tăng Khánh Hồng, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thuê quân đồ bắn chết các học viên Pháp Luân Công gây ra một vụ án đẫm máu. Vào năm 2008, chính quyền này còn lên kế hoạch cho sự kiện Flushing tấn công dữ dội các học viên Pháp Luân Công ở New York. Qua điều tra, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại New York chính là kẻ chủ mưu đằng sau vụ án đó. Ngoài ra, các đại sứ quán và lãnh sự quán của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng gây áp lực lên chính phủ và nhà hát của nhiều quốc gia khác nhau để làm gián đoạn các buổi biểu diễn của nghệ thuật biểu diễn Chenjun với sứ mệnh phục hồi văn hóa truyền thống Trung Hoa. Cuộc đàn áp đã gây ra thảm họa quốc gia. Cuộc đàn áp pháp luân công một cách liều lĩnh và tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc không chỉ gây tổn hại cho các học viên pháp luân công mà còn gây tổn hại cho toàn bộ xã hội Trung Quốc và gây ra thảm họa quốc gia. Ban đầu, vào những năm 1990, nhờ sự truyền bá của Pháp Luân Đại Pháp, hàng trăm triệu người đã tu tâm hướng thiện. Người dân sống, hành thiện theo chân thiện nhẫn đã khiến xã hội Trung Quốc thay đổi tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã trà đạp và bôi nhọ một cách tàn nhẫn các giá trị phổ quát của chân thiện nhẫn và lấy đi nền tảng của sự lành mạnh và thịnh vượng thực sự của xã hội Trung Quốc. Thay vào đó, lòng người đang dần thay đổi, và giả ác đấu lại được tôn sùng khiến cho đạo đức xã hội suy đồi, tụt dốc hàng nghìn dặm. Qua những sự việc gần đây như người phụ nữ bị xiềng xích, vụ đánh đập ở nhà hàng đồ nướng Đường Sơn và sự biến mất kỳ lạ của thiếu niên Giang Tây Hồ Tân Ngọc, người ta đã thấy đạo đức xã hội đã xa sút đến mức khủng khiếp. Những nỗi bất bình của người dân không được giải quyết, công bằng xã hội không được bảo đảm, tất cả những hậu quả xấu xa này đều do chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gieo rắc trong quá trình bức hại pháp luân công. Sự tham nhũng của hệ thống y tế, sự xuống cấp của hệ thống giáo dục, sự tham nhũng hủ bại của ngành tư pháp, sự thờ ơ của công chúng, đạo đức xã hội đã vượt khỏi tầm kiểm soát, đây phải nói là một thảm họa thực sự đối với một quốc gia. Phần kết luận Đường Thái Tông, vị hoàng đế thứ hai của triều đại nhà đường từng nói, nếu lấy quá khứ làm gương, có thể biết được thăng trầm. Trong suốt chiều dài lịch sử Trung Hoa, sự sụp đổ của hầu hết các triều đại đều đi kèm với tham nhũng chính trị, khủng hoảng kinh tế và sự bất công tràn lan. Mặc dù Giang Trạch Dân là kẻ chủ mưu cuộc đàn áp Pháp Luân Công kéo dài hơn 20 năm, nhưng những người nắm quyền hiện tại đã không hề ngăn chặn cuộc đàn áp này. Không một nhà cai trị lý trí nào lại bỏ qua nỗi đau khổ của hàng trăm triệu người trong thời gian dài và đặt mạng sống của chính mình cũng như tương lai của đất nước vào hoàn cảnh khốn cùng. Ý trời từ lâu đã được ghi rõ trên tấm bia cổ Tây Tạng ở thôn Trương Bố, huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu với 6 chữ lớn, Trung Quốc, Cộng sản, Đảng Vong. Như vậy, bảo vệ ác đảng là đi ngược với ý trời, kết giao với tà ma, ma quỷ, cho đến nay, hơn 420 triệu người Trung Quốc đã rút khỏi các tổ chức đảng, liên đoàn, đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chính quyền này đã kiệt sức và sắp tan rã trong tương lai gần. Những kẻ có tội lỗi gian ác đồng lõa với Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng phải chịu trách nhiệm về hết thảy. Thưa quý vị, bản tin quốc tế của DKN xin được kết thúc tại đây. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những video mới nhất của chúng tôi. Mọi đóng góp và nguyện vọng hợp tác xin gửi tới hòm thư contacta.dkn.tv. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và đồng hành cùng chương trình. Xin thân ái, chào tạm biệt.